em kia này. Anh ơi, hôm nay em có đi làm ở đâu không? Không, hôm nay anh ở nhà ấy, nốt được dê. Thế anh ở nhà anh nốt được dê để con đi cho em đi hái đi chợ. Thế để con ở nhà với anh được. Thôi ở nhà nó. Nhà bố nhá. Nó quấy lắm, anh không làm được gì đâu. Thôi để con đi theo em cũng được. Con đi theo mẹ nhá, hái cà nhá. Đi. Nào, cho con đi theo em. Ui. Ở nhà cho bố làm cho nó nhanh nha.
Thank you.
con để vào rổ cho mẹ đi. Con để vào đây cho mẹ nhá. Con để vào rổ cho mẹ nhanh nhé. Đi, hai mẹ con đi về 2 ca nhé. Ôi, quả cà. Con ném vào rổ nhé. Nào con đi, để vào rổ cho mẹ. Nào đi. Nào, mình đi ra 2 ca nào. Ơi. Nào, con để vào rổ cho mẹ nhé. Nào, nào, đây, đây, đây. Đúng rồi. Ngoan quá. Đây, đây, đây. Đúng rồi, xếp vào cho mẹ nào. Nhí, nhí, nhí. Đúng rồi. Giỏi thế. Ai mà giỏi thế? Con gái ai mà giỏi thế? Ơi. Ai mà ngoan thế nhỉ? Ôi giời, ngoan quá. Hai cà của mẹ đấy. Đây đây đây. Đây đây. Ôi, giỏi chưa? Giỏi quá cơ. Đây. Đấy. Đây. Này con này, này. Cần ở dưới này. Đúng rồi. Mẹ đi hái cà nhá. Hai mẹ con mình cùng đi hái quả cà nào. Đây này con này. À. Hái quả cà nhá. Con đứng ở đây chào mẹ nhá. Đây mẹ hái ở đây này. Đây. Đây xem nào. Đây. Rồi. Đây. Đây, nào. Được chưa? Nào, đi thôi. Nào, đi. Đi. Để dắt tay con đi. Ơi. Ê, đâu
Thank you.
Thank you.
con đứng ở đây chờ mẹ để mẹ đi cắt gùi này. Để cắt gùi xong hỏi bố nhá. Mẹ cắt gùi cho ngài nhá. Mẹ đi, cả đây bụi lắm. Được, nha. Mẹ bế con. Vào mẹ đi. Dạ. Thank you.
cơm đi nhá. Cơm. Come down.
Ơi, con chờ mẹ tí nhá.
em ơi. Đâu, anh khiêng dê vào thả ấy. Ta thả dê đi. Ta thả dê nhá. Thả dê. Ra đây bố nào. Thả bố kia nhé, thả dê nào. Không, mẹ bé, nhanh lên đi ra đây thả dê với mẹ. Ra đây mẹ hộ bố thả dê này con này. Chuồng nhá. Ra đây anh thả đi vào chuồng mới. Con dê vào chuồng. Mày giữ này. Con dê. Con đứng gì kia đây để bố bắt nè. À, em dê đâu ạ? Ui dồi, em dê này khỏe quá. Ui. Để mẹ cất lồng xong lấy nước về lấy cỏ cho dê ăn nhé con nhá. Bố đóng cửa chuồng nhá. Chờ mẹ nhá. Đấy, ăn đấy con. Ôi, con dê này. Mày bé con xem con dê gì đấy. Ôi, dê đang ăn cỏ kìa. Ôi. Con dê cỏ đấy. Xong rồi. Xong chưa anh? Dê đang ăn đấy. Con dê đang ăn đấy, ngoài chưa? Anh ơi đi về rửa tay để ăn cơm đi. Để em đi trước, em đi dọn mâm nhé. Cho mẹ con đi, để cho bố ăn cơm nhá. Để tay em cơm à. Anh ơi, bé con bán cơm đi anh. Bán cơm đi con ơi. Bán cơm thôi. Ngon thế. Làm món gì mà ngon thế. À. Đây mẹ nấu con cà nha, nấu con cà rán. Ăn cơm đi. Cơm nhé. Ăn cơm nhé con nhé. Bố con mình ăn cơm. Ăn cơm. Úi giời đúng thìa con. Úi thìa con. Sẽ cơm con ăn nhá. Để mời con ăn cơm nhá. Ăn cơm đi con. Ăn cơm đi con. Ăn cơm à. Ăn cơm à. Ăn cơm đi con. Ăn đi xong bố cho con đi trượt nhá. Con ăn đi. Bà bé. Ôi sợ quá. Đúng rồi. Con cơm đi.
không, không. Ăn cơm đi con. Ăn cơm đi con. Ăn cơm lớn là mai cắt cỏ cho dê nhé con nhá. Nhá. Hôm nay lên cho mẹ hái cà ngon lắm. Nay con đi hái cà. Đúng rồi. Hôm nay con đi hái cà với mẹ đấy. Ăn cơm. Ăn cơm con. Ăn ngủ nữa nào. Ngồi xuống để ăn cơm à. Ôi no quá, anh ăn no rồi. Con chơi với bố nha, để con dọn mâm nha con nhá. Mày giờ bơi đi chợ bát đây. Dạ. Ấp. 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 Ấp.